Vâng, thưa quý vị và các bạn, với hơn 400 ca mắc Covid-19, thì Bắc Giang hiện nay đang là nơi có số ca lây nhiễm lớn nhất trong cả nước và hàng ngày tại địa phương vẫn gia tăng số ca dương tính mới trong số uh, trong khu vực đã cách ly. Nhiều khu cách ly đã đầy vì nhiều đối tượng nguy cơ cao và ngày 18 tháng 5, thì Bắc Giang tiếp tục nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các địa phương giúp tỉnh này nâng cao khả năng xét nghiệm trong thời điểm hiện tại. Ngày 18 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đoàn công tác của Bộ Y tế đã có cuộc làm việc với Bắc Giang và Bắc Ninh. Tại đây đại diện Bộ Y tế cho biết sẽ thành lập bộ phận thường trực chống dịch tại Bắc Giang và Bắc Ninh do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm tổng chỉ huy. Bộ phận này sẽ giao ban hàng ngày với hai tỉnh để chống dịch. Bộ phận này có thêm 3 chuyên gia hỗ trợ chỉ huy về xét nghiệm, điều trị và chống dịch tại các khu công nghiệp ngày 18 tháng 5 tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao 100 triệu đồng ủng hộ của tổng liên đoàn lao động Việt Nam cho đoàn viên người lao động tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Cùng ngày tổng liên đoàn lao động Việt Nam cũng có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Giang kiểm tra nắm tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp của tỉnh trao tặng 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho công nhân lao động của tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tổng Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Tổng Liên đoàn chỉ đạo và sớm ban hành hướng dẫn về công tác chăm lo cho công nhân lao động, giáo viên phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh để họ yên tâm và đảm bảo cuộc sống. Sáng 18 tháng 5, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ chi viện cho ngành y tế tỉnh Bắc Giang phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 51 cán bộ là các bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật viên lên đường chi viện Bắc Giang, hiện đang làm việc tại các bệnh viện hàng đầu ở Thái Nguyên, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 cùng với việc cử đoàn cán bộ y bác sĩ của tỉnh Thái Nguyên thì tỉnh này cũng hỗ trợ Bắc Giang hai xe cứu thương, 25.500 khẩu trang và 600 test nhanh kháng nguyên phục vụ công tác chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Thành ủy Hải Phòng vừa đồng ý trích 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ 11 tỉnh thành phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Hải Phòng hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 3 tỷ đồng, Bắc Ninh 2 tỷ, Hà Nội 2 tỷ, Đà Nẵng 1 tỷ, Vĩnh Phúc 1 tỷ, Thái Bình 1 tỷ, Điện Biên 1 tỷ, Hưng Yên 500 triệu, Hà Nam 500 triệu, Lạng Sơn 500 triệu và Hòa Bình 500 triệu đồng. Thường trực Thành ủy Hải Phòng giao cho Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo bố trí kinh phí thực hiện theo quy định trong những đợt dịch trước hải phòng cũng đã thể hiện tinh thần hỗ trợ tương thân tương ái chi viện hỗ trợ cho hai địa phương đà nẵng và hải dương